Loài dơi mặt quỷ. Ông hãy xem này, đây là con chim sơn ca tôi mới bắt được. Nó là con chim hót hay nhất mà tôi từng được nghe. Tiếng hót của nó cứ phải gọi là tuyệt phẩm. Chỉ cần nghe một lần, chắc chắn ông sẽ nhớ suốt đời. Vậy làm sao đi nghe được tiếng hót của nó? Từ nãy tới giờ, nó đâu có hót tiếng nào đâu. Không, nó vẫn hót đấy, nhưng chỉ hót vào đêm, lúc vắng vẻ nhất. Tầm 1 đến 3 giờ sáng. Chuyện gì lạ vậy? Sao lại hót về đêm? Tôi cũng đang thấy lạ. Thực ra tôi phải rình mò mãi mới bắt được con sơn ca này. Mấy tuần trời sông rã đấy. Trong rừng thiếu gì sơn ca, ông làm gì phải nhọc công thế? Đúng vậy, nhưng đây là con sơn ca rất đặc biệt. Giọng hót của nó trèo trẻo, véo von, thánh thoát hơn hẳn các con sơn ca khác. Nhìn chung á, là nếu đã hiểu về loài sơn ca, ông sẽ không thể lẫn giọng hát chú chim này với chú chim khác. Ồ, thật vậy sao? Đúng thế, tôi nghe thấy lần đầu tiên mà định rình bắt lần nào cũng trượt. Gần 1 tháng trời rình rập, tôi mới bắt được nó đấy. Ồ, thật thú vị đấy. Nhưng chẳng nhẽ đêm khuya 1 đến 2 giờ sáng, tôi lại đi sang nhà ông để nghe sơn ca hót hay sao? Khó nhỉ, kỳ lạ. Từ khi tôi mang nó về đây, ngày thì cấm thấy nó hót câu nào, mà đêm đến thì hót loạn cả lên. Chà chà, đúng là chuyện lạ. Này, cô Sơn Ca, sao đang lúc đêm khuya thanh vắng, các loài đều đã đi ngủ cả, cô không ngủ đi lại hót véo von như vậy? Chả là vì ban ngày tôi không thể hót được, chỉ ban đêm tôi mới dám cất cao giọng hát của mình. Nếu cả ban đêm cũng không được hót thì chắc tôi sẽ phát điên mất thôi. Có chuyện gì khiến cô không thể hót ban ngày vậy? Có thể nói cho tôi biết được không? Chuyện là thế này. Trước kia, khi tôi vẫn còn được tự do sống bên ngoài, tôi thường bay lượn khắp nơi vào ban ngày và cất tiếng hót véo von. Giọng hót của bạn thật tuyệt quá Sơn Ca ơi. Sao trên đời này lại có giọng hót tuyệt vời đến vậy cơ chứ? Quả đúng là chất giọng trời phú, nghe vừa trong trẻo lại thánh thót ngân vang. Ước gì tớ cũng có được giọng hót tuyệt như vậy. Ai ai cũng ngợi ca giọng hót của mình. Mình là chú chim hót hay nhất trên đời này. Này Sơn Ca, giọng hót hay có thể là thế mạnh của cháu, nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu của cháu đây. Bác nói gì lạ vậy? Thế mạnh lại cũng là điểm yếu? Đúng vậy, giọng hót hay sẽ khiến cho kẻ thù nhận ra cháu dễ hơn. Tốt nhất là cháu hãy cẩn thận giữ mình, nếu không chính giọng hót trời phú sẽ gây hại đến cháu đây. Có gì mà hại với không hại cơ chứ? Bác nghĩ nhiều quá, lại thành lẩn thận đấy bác cú mèo ạ. Chả nhẽ có giọng hót hay lại cứ phải ngậm miệng cả ngày để giữ mình hay sao? Cháu thích thì cháu cứ hót thôi. Bọn trẻ con bây giờ thật là chả chịu nghe lời người lớn gì cả. Rồi đến lúc họa ập xuống đầu thì hối cũng không kịp. Khoảng rừng này đẹp quá. Một ngày tuyệt vời như thế này bị ngay bà cú mèo ám bằng mấy câu nói điên rồ, thật bực mình. Này Sơn Ca, giọng hót hay có thể là thế mạnh của cháu,
nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu của cháu đấy. Đã thế, mình sẽ càng hót. Mình sẽ khiến tất cả các loài chim ở đây bay đến và tiếp tục trầm trồ giọng hát trời phú của mình. Nhưng để gây sự chú ý, mình sẽ bay lên cành cao nhất đằng kia và sẽ ngân lên tiếng hót líu lo. Mình sẽ trở thành tâm điểm khu rừng này. Ôi, tiếng hót sơn ca hay quá. Sơn ca vốn hót hay rồi, nhưng đây là chú sơn ca hót hay nhất tôi từng nghe. Giá như ngày nào cũng được nghe tiếng hót của cô ấy. Cuối cùng ta cũng bắt được con sơn ca có giọng hót hay nhất mà ta từng biết. Vậy là từ giờ ta sẽ tha hồ được nghe tiếng hót tuyệt diệu ấy mỗi ngày. Bỏ công ta rình bắt bấy lâu, giờ thì con chim đã thuộc về ta. Trời ơi, giọng hót mà ta vẫn thường tự hào đã làm hại ta mất rồi. Chuyện là vậy đó. Chính việc tôi hót ngày đã khiến cho người thợ săn để ý và bắt tôi về đây, giam lỏng trong chiếc lồng này cả ngày lẫn đêm. Vậy đó là lý do mà cô hót ban đêm thay vì ban ngày ư? Ừ, đúng vậy. Sau khi bị người thợ săn bắt, tôi ân hận lắm. Nếu ngày đó mình hót vào ban đêm thay vì ban ngày thì đã không thành ra cơ sự này. Giờ tôi rút kinh nghiệm, ban ngày không hót nữa, mà chỉ hót ban tối mà thôi. Đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe đấy. Này cô ơi, có chuyện gì mà cô cười lăn lộn vậy chứ? Tôi kể câu chuyện của mình ra, những mong cô thông cảm. Vậy mà cô nở cười trên sự đau khổ của người khác như vậy là sao? Sớm biết vậy, tôi đã chẳng kể cho cô nghe. Tôi cười là bởi bây giờ cô mới rút ra bài học, chả phải đã quá muộn rồi sao? Nếu trước kia cô kiêng khem không hót vào ban ngày thì có phải tốt không? Còn giờ tai họa đã ập đến rồi, có phòng thì cũng chả có ích gì nữa. Trong cuộc sống phải biết phòng trước những rủi ro, đừng để tai họa xảy ra rồi mới lo thì cũng đã muộn. Vì con. Diều lên cao quá. Ba ơi, cho nó bay lên cao nữa đi ba. Nào, con cầm dây thật chặt vào nhé. Ông ba lại đưa con đi thả diều đó hả? Dạ vâng, sướng nhất cháu Ngọc nhà ông đó nha, được ba chiều chuộng. Tôi thương cháu thiệt thòi từ bé, nên lúc nào cũng gắng bù đắp cho cháu vì thiếu thốn tình mẫu tử. Dạ, chào ba con vào học ạ. Ừ, con vào lớp ngoan nhé. Dạ. Cẩn thận chứ con. Ba, ba về đi. Con không sao mà ba. Ngọc ơi, ra đây ba nhờ chút con. Dạ. Con bưng cháo lên nhà mời bà nha. Bảo bà cố ăn cho khỏe. Cẩn thận con nhé, cháo nóng đấy. Ngọc, trời ơi, Ngọc, có sao không? Con không sao. Ngọc à, có sao không con? Dạ, con không sao ba ạ. Ai bảo bất cẩn thế hả? Ba đã bảo bao nhiêu lần rồi, bê đồ nóng phải cẩn thận cơ mà. Thôi mà con, cháu không may làm bể rồi thì thôi, trách phạt cũng có làm chi.
thấy chén cháo bị bể mà ba lại nặng lời trách phạt mình như vậy cơ chứ. Giá mà mẹ còn sống thì chắc chắn mẹ sẽ không đối xử với mình như vậy đâu. Có mỗi chén cháo bể còn trách phạt cháu nó nặng lời vậy, tội nghiệp con bé. Mẹ, một ngày mà có đến mấy lần con bé ngã, mắng nó con cũng đâu có vui gì. Nhìn nó khóc con đứt từng khúc ruột ấy chứ. Nhưng vẫn phải... Mẹ biết mình thương con nên mới làm thế. Nhưng để từ từ rồi nhắc nhở con dần dần con à. Con bé đang ngồi khóc ở ngoài vườn rau kìa. Mẹ, đúng là con đã nổi nóng hơi quá. Chắc con bé sợ lắm. Nhưng mỗi lần có chuyện như vậy xảy ra, con rất sợ hãi. Con bé là tất cả cuộc sống của con. Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé, con sẽ không thể sống nổi. Mẹ hiểu. Giờ chắc là con bé đang giận con lắm. Ba! Ba! Con hiểu rồi. Con hiểu ba mắng con là vì ba thương con nhất trên đời, phải không ba? Đúng rồi, cháu gái à. Hãy nhớ rằng mỗi lần ba cháu nổi giận hay mắng cháu là vì muốn bảo vệ cháu thôi, là vì tình yêu của ba cháu với cháu quá nhiều mà thôi. Chú chim hạnh phúc. À kìa tí, nhanh chân lên, sắp muộn học rồi đấy. Ồ, các cậu cứ đi trước đi. Thôi, mình đi nhanh đi. Ừ, thế chúng tớ đi trước đây. Chán thật đấy, sao ngày nào cũng phải đi học chứ. Mình chẳng thích tí nào cả. Vào lớp hết rồi, giờ này đến lớp chưa bị thầy phạt vì không làm bài thì sẽ bị phạt vì đi muộn mất thôi. Hay là thôi đi, hôm nay trốn học thêm một buổi nữa chắc cũng chẳng sao đâu. Thích quá. Phải thế này mới vui chứ, cứ ở trong trường học chán chết đi được. Ôi, giá mà mình cũng có cánh và được tự do như những chú chim kia, trông chơi suốt ngày sẽ hạnh phúc biết bao. Cậu muốn làm chim thật ư? Ồ, một chú chim biết nói, chắc hẳn là chim thần rồi. Chim thần ơi, hãy giúp tôi với. Tôi rất muốn được thành một chú chim, có đôi cánh bay khắp nơi. Chứ làm trẻ con chán lắm, suốt ngày bị ép làm cái này, cái kia thôi. Được rồi, vậy tôi sẽ giúp cậu. Vậy là mình đã thành chim, tha hồ bay lượn. Tất cả vạn vật đều ở dưới ta. Bạn của ta là nắng, là gió, là mây. Thích quá, từ giờ sẽ được tự do rong chơi rồi. Cảm ơn chim thần. Tuyệt quá, giờ mình sẽ bay thẳng đến vùng thảo nguyên xanh tươi tuyệt đẹp mới được. À, thích quá. Đúng là làm chim thật là hạnh phúc. Trốn nhanh thôi. Có chuyện gì thế nhỉ? Diều hâu tới kìa. Hả? Diều hâu ư? Mình biết trốn đâu bây giờ. Bay núp vào tán cây mau lên. Diều hâu đến rồi kìa. Nhanh lên. À, ui da. Đau quá. Nguy hiểm quá. Ở nơi hoang dã cũng chẳng tốt gì. Thôi mình lại bay về làng sống cho yên bình vậy. Kia rồi. Chỉ cần mình ở gần khu làng mạc thì chắc sẽ chẳng có chim ưng hay diều hâu gì đâu. Ôi, hoa nở đẹp quá. Hoa đẹp quá. Thơm quá. Biết thế ngay từ đầu mình chả bay đến cái khu thảo nguyên làm gì cho mệt. Ở đây ngắm hoa thưởng cảnh là nhất rồi. À, chuyện gì thế này? Bắt được chim sân ca rồi. Bắt được chim rồi. Cha cha, vậy là có thêm chim để nuôi rồi. Thả ta ra. Yên nào, rồi mày sẽ quen thôi. Trời ơi, chẳng nhẽ số phận ta lại bị nhốt vào lòng thế này sao? Tưởng rằng làm chim sẽ được tự do, ai ngờ. Không được, phải nghĩ cách thoát ra khỏi cái lòng chết tiệt này. Đúng rồi, chỗ cửa lòng. Cố lên nào. À, 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 mèo, không, thả ta ra. Thả ta ra. Ta không.
hay là... Ôi, ta trở lại thành người rồi, thật là tuyệt. Thật là may mắn, lúc nãy mới đáng sợ biết bao. Thà cứ là trẻ con ngoan ngoãn đến trường học tập chẳng tốt hơn sao? Ta thật dại dột. Là tí kìa, đúng cậu ấy rồi. Ra là cậu trốn học ở đây. Hôm nay cậu lại không đến trường. Thầy giáo lo lắng sợ cậu ốm, định sẽ đến thăm cậu đấy. Mình sai rồi. Mình xin lỗi. Không phải xin lỗi chúng mình. Chúng mình vẫn chưa mắc thầy. Là sáng nay thấy cậu trên đường đến trường, nhưng cậu lại bỏ học đâu. Nếu cậu thấy hối hận thật rồi thì hãy đến tự xin lỗi với thầy đi. Ừ, giờ mình sẽ đi xin lỗi thầy vì đã trốn học. Và từ giờ mình sẽ không thế nữa đâu. Hóa ra là mình vẫn là tốt nhất. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.